Ok, à, uh, chào mừng tất cả các bác đã quay lại với Sinh Audio Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh giúp em nhé Để đón nhận những video và những sản phẩm mới nhất em gửi đến tất cả các bác Thì à, uh, hôm nay thì em lên cho các bác toàn 4 kênh thôi Đấy, 4 kênh công suất thì nó chỉ loanh quanh 1.000 và 1.300 một kênh Đây là 1.000 và 1.300 một kênh ở chế độ 8 ôm các bác nhớ nhé Chế độ 8 ôm <laughs> Còn 4 ôm nó là bao nhiêu? 4 ôm. Nếu mà loại 1000 thì nó là 1500W ở 4 ôm. Và loại 13 thì nó là 2100W ở 4 ôm. Đấy, rất khỏe, rất khỏe luôn nhá. Rồi ok. À, ta đầu tiên ta giới thiệu một cái dòng mới trước đi. Mới khởi đầu cho nó suôn sẻ đúng không anh nha À đây là một thương hiệu đến từ HB Acoustic. Cái con này thì à, mã của nó là HB6008. À, nhiều bác bảo 6008 thì nó là 800W nhưng mà không phải đâu 6 6008 đây là một cái nào mã của nó thôi đây là mã của nó thôi nhá chứ không phải là 6 6 kênh và 800W không phải đâu đây là cái mã của nó và vì sao em bảo là không phải là cái, cái mã của nó thì các bác hãy nhìn về cái nội thất bên trong này nhé một chút nhé nguồn của nó sử dụng cái nguồn của nó là 23 cm về các bác đo thiếu một cm em trả các bác luôn cho các bạn biếu luôn các bạn cái một cái máy đấy nói thế cho nó dễ gì ạ nguồn của nó là 23 cm đo hết một găng tay luôn ok chưa và chạy bao nhiêu sò 1 2 3 4 5 6 7 8 nhá 8 con nhá hai con này là bù áp là 9 10 này 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nó sử dụng 20 sò là gì 20 sò nhé Đây này đây là bù áp nhé đây là một sò bù áp của nó đây Cái con này nó là hình như là bao nhiêu nhỉ 33N25 33N25 đây là sò bù áp là bù áp bằng IRF IRF thì có nghĩa là con này có chạy có 2, 4, 6, 8 con chạy 8 con ra loa các bạn nhé mỗi con này là 150 w các bác nhân thử lên giúp em nó là 1200 200 w con này chạy mạch của nó hát thì nó hiệu suất của nó hiệu suất nếu mà bù áp bằng irf này thì hiệu suất nó đạt khoảng 90% thì con này có, có loanh quanh công suất nó khoảng một ngàn w chín trăm đến một ngàn w thôi em cứ tính là 900 trăm w một kênh thôi nhá chín à, vì sao bọn em đếm là chỉ đếm một lửa Tại vì này Các bác đếm cả cũng được Và các bác đếm một lửa cũng được Vì nó đánh vế âm và vế dương Vế âm và vế dương thì như thế nào có nghĩa là một nửa là sung âm và một nửa là sung dương chẳng hạn thế nếu mà tính cả thì mỗi con này nó có công suất là 75W thôi nhưng mà em không tính cả thì là mỗi con là công suất là 150W Một à, 100 và công suất thực tế của con NG này nó là 150W một con đấy cứ có cái chưa mình không tính cả mình chỉ tính một nửa này là một vế âm và một vế dương nguồn nó rất to có nghĩa là vị chi con này sử dụng đến 80 sò các bác thao hồ về các bác đếm ok chưa à, có hai này 4, 6, 8 này 16 tụ quả tụ 16 quả tụ tụ này của nó là bao nhiêu vô bao nhiêu vô đây bao nhiêu vô đây 80 v và 2.200 mi à, 2200 2.200 mi tụ rất to điện áp rất lớn sử dụng 4 con diode này mỗi con diode một kênh mỗi con diode một kênh nhá con này chạy mạch cờ hát và cho hiệu suất của nó lên đến à, cho công suất của nó lên đến 900 đến 1000 w thôi cần tính 900 w nhé 900 w là các bác đánh được loa gì các bác đánh được hai cặp 30 đúng không ạ hai cặp 30 côn 76 đến thậm chí con 100 vẫn đánh được và chất âm của sò là G là chất âm dành cho loa full rồi và loa array chất âm cực kỳ ngọt ngào và chạy mạch cờ hát thì quá bền, dây của nó thì to như ngón tay cái của em, Đấy, dây rất to và con này là sản phẩm chính hãng và được bảo hành cho các bác một năm, một đổi một à, à, hãng thì nó sẽ không một đổi một đâu và bọn em chỉ có chính sách là một đổi một cho trong vòng 15 ngày đối với hàng mới. Hàng mới thì các bác được 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày. À, như các bác mua ở thế giới di động ấy thì các bác 1 đổi 1 trong vòng 1 tuần, nhưng mà bọn em sẽ gấp hai lần thế giới di động, 1 đổi 1 trong vòng 15 ngày nếu trường hợp máy lỗi. Ok chưa? Rồi ok. Con này có mức giá là 7 triệu 500 000 Tiếp tục là một con đẩy uh, thứ hai. Con đẩy này là T41050, T41050, 4 kênh chạy mạch class D. Cho mình đây. Đây là một dòng mạch cực kỳ hay dòng mạch cực kỳ hay đây T41050 có công suất là 4 kênh nhân 1050W ở 8 ohm chế độ site nó là 4 x 1850W và bridge của nó là 2 nhân 3700W có nghĩa là bridge nó chỉ còn chập vào là 2 kênh ok chưa 4 kênh chập lại thành 2 kênh quá khủng khiếp quá khủng khiếp luôn chạy mạch cờ lớn đê mạch cờ lớn đê cho các bác chất âm nó cực kỳ ngọt ngào cờ lớn đê nhá cờ nhá mỗi anh em nào thích nhiều sò thì chơi mạch cờ lớn h và anh em nào thích ít sò thì chơi mạch cờ lớn đê cờ lớn đê con này chỉ có hai sò mà thôi hai sò hai sò một kênh nhưng cho các bác lên đến công suất là một nghìn w một kênh ở 8 ôm bốn kênh này thì có bao các bác đánh tuyệt một bộ đèn luôn ok chưa mạch cần đây đây mà sau của nó đây có đầy đủ cả cổng linh và đầu vào nhé con này em cũng bán cho các bác là 7 triệu 500 nghìn con này là hàng bãi sẽ được bảo hành 3 tháng sẽ được bảo hành 3 tháng nhá một đổi một trong vòng một tuần nhá một đổi một trong vòng 1 tuần ok chưa rồi ok tiếp tục nữa đây là một dòng đẩy mà gọi là quốc dân rồi rất nhiều anh em mua và đã sử dụng con đẩy 4 kênh mã của nó là FB 10000 000 quy hàng của lắp quy ờ, nhiều bác bảo là 10.000 quy thì được bao nhiêu áp công suất của hãng người ta công bố đó là 1.300 watt một kênh chạy mạch của lá TD nguồn sung con này rất nhẹ nhàng nó có cân nặng nó khoảng đâu đó khoảng 11 đến 12 cân thôi và con này chạy sò Saken Saken các bác nhìn sò đó là một dòng sò cũng thiên đánh về loa full và loa ray dòng sò sa Saken cho các bác tiếng nó mềm mại hơn sò LG một chút nhưng mà tiếng vẫn bay khỏe chắc và sò LG nhưng mà con này thì cho cho tiếng nó mềm hơn sò LG một tí nhé mềm mềm mại hơn một chút ok chưa chạy nguồn sung và nói chung là mạch miếc như mới hoàn toàn bộ các tụ này phẳng ly hết Toàn bộ các tụ phẳng lý hết đẹp đẽ như mới luôn Tất cả hàng của bọn em về đến đây là chưa vệ sinh luôn Chưa xịt bụi Ok chưa Đấy 10.000 quy Máy móc cái, các bác nhìn cái mặt trước này Quá đẹp luôn 10.000 quy quá đẹp và xuất sắc Con này em bán cho các bác là 10 triệu một em nhá Và đây Đây là một dòng nữa đây, T8008 Nhiều bác bảo t 8 là bao nhiêu bác T8800 nó là 1.300W một kênh Nó như con 10.000Q 10 Nhưng gấu hơn một tí Gấu hơn là cái gì? Gấu hơn là tụ nó nhiều hơn 2, 4, này, 6, 8, 10, 12 quả 10.000Q 10 nó chỉ có 10 quả thôi 10 quả tụ thôi Nhưng mà con này lên đến 12 quả Dung lượng tụ thì cũng như nhau Mạch thì bao đẹp, bao zin Vẫn còn nguyên bụi Chưa kịp vệ sinh cho anh em Và cũng chạy sò lờ di sò là gì nha các bác nhá toàn bộ là vít hoa thị hết lượt này quá đẹp à xuyên sò sa ken nhầm sò sa ken này nó bảo là gì anh em cười cho toàn bộ là sò sa ken một vít vít hoa thị này đẹp nong lanh cho anh em mặt đây chiếc áp nó nằm bên trong này anh em có thể tháo ra và anh em có thể chỉnh chiếc áp ở trong này nhá ok toàn bộ công tắc tắt ở đây T8800 em bán cho các bác là 11 triệu mà em 11 triệu một em giá đó đã bao ship tặng đầy đủ dây rắc cho các bác nhé Mặt sau của nó đây Nó như 10.000 quy thôi <laughs> 4 đầu ra à, 4 đầu vào và 4 đầu ra <laughs> Có đầy đủ các chế độ gạt này Gạt ít này đầy đủ luôn có cả chập kênh chập kiếc đầy đủ cho anh em nhé con này đánh thì bao hay bao ngọt ngào cho anh em dòng này đánh rất phê luôn và em đã mang thử đánh xúc kép rồi 11 triệu một em giá đó đã bao ship tặng dây rác cho các bác Ok cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi nhé anh em nào có nhu cầu gì nhắn tin qua Zalo giúp em cảm ơn tất cả các bác